giờ. Nè anh Huy ha và chị Jimmy, hai người là cặp đôi trẻ rất hoàn hảo nổi vì chung một con đường với tình cảm hay sự lý trí. Cặp đôi đang quen nhau với sự thành công ngoài đời thích nghi, chung một tổ game, chung một nhóm team, quen nhau cũng lâu rồi tình cảm lại càng nhiều thêm. Thân mật và gắn bó, cùng nhau vượt qua, nó hợp lại thành một sức mạnh thành công, không có việc gì khó. Tên của anh là Nguyễn Thanh Đạt, anh sinh năm 2001, sinh nhật anh vào ngày 28 tháng 5 các bạn biết anh nhất. Nghe anh mộng mạc và đáng yêu, con một siêu dễ thương, mang lại sức hút, hoàn thiện và có tính là khoan nhượng. Anh luôn cố gắng làm việc mỗi ngày để lo tương lai của mình. Là ông chồng của tem sinh tố, anh rất coi trọng bà cô mình. Suy nghĩ nội dung của video chỉ có ở tầm chất, là những kỷ lục mà mình chưa có với bản thân của mình. Với những clip lúc xưa thì ít người biết tới, anh bạn tiếp tục theo người YouTube mà không cần nghĩ ngợi. Ông đặt lòng tin của mình trong đó coi như là bạn đời, đi cùng theo nó cũng rất lâu rồi nằm ở trong khung chờ. Bây giờ anh đã có chị Jimmy đồng hành cùng anh một đời, món quà được ông trời tặng anh vui mà không nói nên lời. Cùng anh quay những video hay, cùng anh vượt qua những mệt mỏi, cùng anh vượt qua những khó khăn, cùng anh kiếm lại nhiều niềm vui. Một người mà anh tôn trọng nhất, một người anh rất là yêu thương, một người anh muốn được hạnh phúc, một người anh muốn đi cùng chặng đường, sẽ nắm tay nhau vào thành công, sẽ nắm tay nhau vượt bão giông, cùng làm những clip thật hay, không làm các fan thất vọng. Ba đôi lời YouTube và tạc sáng ngờ, không đã thành công đi trước cùng nhau bước đi không cần đợi. Chỉ cần có nhau bên đời thì mọi thứ sẽ vượt qua, cùng nhau đi đến cuối chân trời từ trẻ đến già nè. Cô chị là Ngọc Ngân, năm nay cũng đã tuổi 20, chị học hỏi được nhiều thứ, mang lại nhiều tiếng cười. Có những lúc khó khăn trong đời chị rất mạnh mẽ, có một người luôn bên cạnh chị vượt qua những mệt mỏi nè. Chị vui vẻ những thứ đó gọi là động lực để cho chị được hăng hái làm việc tốt và tích cực. Suy nghĩ những thứ đơn giản nhất nhưng mà ý nghĩa hay, đã làm các bạn thích thú, có khi đã bị lung lay vào khoảng thời gian qua. Chị cố gắng rất nhiều, chỉ mong các bạn yêu thích, chỉ mong các bạn sẽ hiểu, chinh phục những điều mình muốn có. Game là dễ, nó không khó, chinh phục nút vàng cũng đằng tớ, mong các bạn ủng hộ cho. Anh Nina và chị cùng xây lên những thành tích, với những video ra mỗi ngày làm cho các bạn rất thích. Một niềm vui lớn anh chị nhận được, đó chính là sự yêu thương các bạn mến rất nhiều. Theo dõi anh chị từng chặng đường, em chúc anh và chị sẽ đạt nhiều sức khỏe, ra nhiều clip thường xuyên, mang nhiều giải trí và mới mẻ. Và ai cũng biết anh chị là một cặp đôi dễ thương, anh chị sẽ đạt nhiều thành công và được các bạn fan yêu thương. Thank you.